Xin chào cả nhà, hôm nay bên Quang Lâm em sẽ cùng các bác trên tay một chiếc đồng hồ nữa của Seiko. Chiếc này là Seiko Prospect Alpinis, mã của nó là SPB121G1. Đây là một chiếc đồng hồ thể thao chuyên nghiệp và nó rất là đẹp, full box, hàng đã qua sử dụng siêu siêu lướt. Và hôm nay xin mời anh em cùng em kiểm tra chiếc này nhé. Thì khi mà hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là bên trong của chiếc này nó đầy đủ các cái giấy tờ đi kèm. Như đây là cái hướng dẫn sử dụng của dòng máy 6R35 của Seiko. Đây là cái hồ sơ sổ, là cái thẻ bảo hành của Seiko dành cho thị trường Nhật nội địa, và nó chỉ có hiệu lực tại thị trường Nhật nội địa thôi. Và khi mua của bên Quang Lâm bên em thì anh em sẽ bảo hành cho các bác 1 năm tại Việt Nam luôn nhé, thì không cần phải mang sang Nhật bảo hành nữa. Còn đây là cái thẻ bảo hành của Seiko dành cho cái đồng hồ này, số series number của nó là đây, và mã của ngày mua của nó là 20 tháng 4 năm 2021. Bây giờ là tháng 6 năm 2021, là mới được có hơn 2 tháng anh em nhé. Sử dụng máy 6R35. Trước này thì được bán tại cửa hàng Aki, tại Shotokanda Chiyoda Cự, là cái quận Chiyoda của Tokyo, Japan. Thế đây là cái thẻ bảo hành của chiếc đồng hồ này dành cho chiếc đồng hồ này anh em nhé. Còn đây là cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, thì đây là các cái linh tinh đi kèm. Còn đây là cái đồng hồ chính của chúng ta, chiếc Seiko Prospect Alpinis SPB121G1. Đây, mã của nó đây này. Nếu mà mã nội địa của nó là SPDC091. Ở chiếc này thì hiện tại đang được hãng niêm yết bán với giá là 82.500 yên đã bao gồm thuế. Nhân lên với tỷ giá 225 hiện tại thì nó cũng khoảng 18 triệu 500 cộng chưa thuế ship về Việt Nam. Đó. Ở đây thì ghi đầy đủ thẻ tác này, họ ghi đầy đủ các thông số cho chúng ta có thể tham khảo. Là em này sử dụng máy caliber 6R35, sai số hàng ngày là cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày. Tự động, đồng hồ tự động và có cót tay, chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ. Seidai Makiage là khoảng 70 tiếng, tức là tích cót khoảng 70 tiếng liên tục, và 24 chân kính. Shindosu ở đây là 6 trên 1 hertz, tức là 21.600 trên 1 giờ, và Made in Japan. Mã của nó là SPDC091. Đó, thì đấy là các cái linh tinh đi kèm. Còn đây là chiếc đồng hồ chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Về tên gọi của chiếc này thì nó là Seiko Prospect Alpinis mã SPB121G1, hoặc là có thể mã là SPDC091 anh em nhé. Là thị trường Nhật nội địa thì có cái mã như thế. Đây là một mẫu đồng hồ thể thao của dòng Seiko. Nó đã bị ngừng sản xuất từ lâu rồi, và cái dòng Alpinis Vintage nó đã được dân chơi Seiko họ đang săn lùng rất là da diết. Chính vì vậy mà Seiko họ đã phát hình hành một phiên bản mới của cái dòng Alpinis. Tiếp theo của cái dòng Alpinis ngày xưa đó chính là chiếc Seiko Prospect Alpinis SPB121G1 này. Đây là một phiên bản thuộc dòng Alpinis, và nó dành cho anh em nào mà hay lên rừng xuống biển. Lên rừng thì nó có máy 6R35 ở bên trong, nồi đồng cối đá, chịu tất cả các cái va đập cũng như là các cái điều kiện thời tiết. Xuống biển thì nó độ chống nước của nó là 200m, cho nên nó có thể chống nước rất là tốt. Đặc biệt là các cái hoạt động khám phá của anh em phượt viết các thứ, lên rừng là xuống biển, chèo thuyền các thứ là nó chống được tất. Về mặt đây ở của chiếc này thì nó có thiết kế tương đồng với phiên bản Alpinis đời cũ với đường kính là 39,5. Thế còn giày ở đây là 13,2. Lắc tu lắc của chiếc này là 46,4, và độ động dây ở đây là 20, chóp dây ở đây là 18. Nó sẽ hợp với lại ngắm tay chu vi 15 trở lên. Em này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa hai lớp cho chúng ta dễ dàng quan sát thời gian ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Mặt dial với màu xanh rêu được Seiko thiết kế theo kiểu trải tia sunburst rất là đẹp. Ở góc 12 giờ chúng ta có logo nổi của Seiko. Ở góc 3 giờ đây chúng ta có ô cửa sổ lịch và kính cyclop. Cái kính cyclop này thì nó là một cái kính phóng đại để cho chúng ta dễ dàng quan sát cái lịch ngày ở bên trong. Ở góc 4 giờ đây thì chúng ta có một cái núm chỉnh cái la bàn, nhường xoay, chức năng la bàn. Anh em nào mà hay đi phượt với lại đi trekking thì hay cần đến cái chức năng này.
Ở góc 3 giờ đây thì chúng ta có một cái núm screw down, núm của chai, chúng ta phải vặn ra thì chúng ta mới có thể vặn cót hoặc là chúng ta chỉnh giờ được. Đó. Góc 6 giờ đây thì chúng ta có logo của dòng Prospect và độ chống nước là 23. Bộ kim thì được Seiko dạng làm theo dạng cổ điển và dạ quang rất chi là sáng và được họ mạ màu vàng sâm panh. Đó là về phần kim. Còn về bộ cọc số thì bộ cọc số ở đây họ làm là trên nền đây là màu xanh rất là đẹp bằng màu vàng sâm panh. Cọc số chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì Seiko sử dụng cọc số Arabic. Các cọc số còn lại thì Seiko sử dụng cọc dạng cọc vạch và được làm hướng tâm rất là đẹp. Đó. Về phần máy thì em này sử dụng máy caliber 6R35A với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 70 giờ tích cót anh em nhé, 70 giờ tích cót anh em nhé, 6:35. Khả năng chịu nước của bộ máy này là 200m. Trước này thì nó là dòng máy cao cấp dòng 6R của Seiko và nó đầy đủ các chức năng lên cót bằng tay, lên cót tự động và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thì khi mà vặn cót thì chúng ta phải vặn cái này ra thì chúng ta mới vặn cót được. Đó. Đây là đang vặn cót. Còn rút chỉnh giờ thì nó có chức năng là dừng kim dây khi chỉnh giờ, giúp cho chúng ta có thể chỉnh giờ chính xác đến từng giây. Cái này thì nhìn nó tương đối là mạnh mẽ. Đây đằng sau thì họ ghi đầy đủ các thông số Top Sapphire Crystal. Số series number của nó là 0N1246. Stainless steel thép không gỉ 6R35-00E0 Made in Japan. Water resistant là 20M. Kính sapphire. Với dòng 6R35 này thì nó là đối thủ của mấy dòng Thụy Sĩ, ví dụ như là Petshot Powermatic 80, hay là chúng ta có thể thấy là trên dòng H10 của mạng của hãng Hamilton tích cót 80 giờ đấy anh ạ. Thì nó cạnh tranh cùng với lại dòng 6R35 của Seiko. Phiên bản đời mới gần đây của chiếc này các bác có thể nhìn thấy là nó lộ đáy, chúng ta có thể quan sát bộ máy 6R35 ở bên trong, còn phiên bản đời cũ nó là đáy kín, nó sử dụng bộ máy 6R15. Về phần vỏ thì Seiko trang bị cho chiếc này là thép không gỉ bảo vệ bộ máy bên trong khỏi các cái tác động ở bên ngoài, cũng như là chống han gỉ, chống gỉ xẹp, chống xước dăm, chống ăn mòn axit và chống kháng từ. Dây thì em này sử dụng bộ dây da dập vân cá sấu và khóa bướm chống gãy dây để phân biệt với phiên bản cũ. Thì chính là phiên bản cũ thì họ sử dụng khóa xiên. Em sẽ đeo từ chiếc này trên tay nhé. Chiếc này có size mặt đường kính ở đây là 39,5 và dày 13,2. Nó sẽ hợp với lại anh em tay nhỏ và vừa. Chiếc này nó sẽ dành cho anh em tay nhỏ và vừa nhé. Đó. Em này thì có khá nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất phải kể đến đó là size nhỏ. Vì dòng thể thao của Seiko họ làm rất là to. Riêng cái này thì họ làm nhỏ để phục vụ những khán giả, khách hàng tay nhỏ. Cái thứ hai là máy 6R35 của chiếc này thì kinh rồi, 70 giờ tích cót. Nó bền, nó chuyên dành cho những cái hoạt động trên rừng dưới biển, cho nên là nước nôi rồi lên núi, lên neo các thứ là đầy đủ cả. Cái thứ ba là kính sapphire nguyên khối phủ chống lõa ALG 2 lớp cho chúng ta dễ dàng quan sát thời gian, và có cả kính cyclope nữa ở góc 3 giờ đó, để chúng ta dễ dàng quan sát ngày ở bên trong. Cái thứ tư là thiết kế của chiếc này tương đối là sang trọng và nó cũng rất là thanh lịch khi mà chúng ta diện với suit, quần áo vest hoặc là sơ mi. Về phần nhược điểm của chiếc này, thì thoạt nhìn thì chúng ta cảm giác cái đồng hồ nó như kiểu đồng hồ 5-6 triệu, vì nó có cái gì đấy nó thực dụng hơn là sự sang trọng, đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì càng nhìn kỹ thì chúng ta lại càng thấy là nó rất là đẹp. Càng nhìn thì chúng ta càng thấy được cái độ chất của chiếc này, cả về thiết kế, về độ hoàn thiện, lẫn cái bộ máy 6R35 khủng ở bên trong. Bên ngoài thì đổ nát hoang sơ thôi, nhưng bên trong thì rất là đẹp, rất là bền. Chiếc này thì hiện tại giá hãng đang niêm yết là 82.500 yên, kể cả như anh em có nhờ người quen ở Nhật mua thì nó cũng là 82.500 yên, Zekomi là đã có thuế. Thì nó khoảng 18.500.000 chưa thuế ship về Việt Nam. Thuế ship vào nữa thì nó cũng phải hơn 20 triệu nếu mà không có sale. Hiện tại thì bên Duy Anh đang bán chiếc này 21.600.000.
Nếu mà anh em không muốn mua hàng mới mà muốn tìm hàng siêu lướt thì em đang có hàng lướt đây. Trước này thì có 14 triệu 300 thôi và được bảo hành 12 tháng, anh em yên tâm sử dụng. Trước này thì nó còn đẹp như mới, không có xước gì cả. Còn rất là đẹp. Thì anh em muốn biết tình trạng còn hàng hay hết hàng của chiếc này thì hãy click vào đường link em để phía dưới phần miêu tả của video này nhé. Hoặc là anh em có thể liên hệ với lại bên em theo số điện thoại Zalo 0834696699. Và để không bỏ lỡ những cái video săn hàng siêu lướt như này tiếp theo thì anh em hãy click vào cái nút subscribe bên cạnh và nút chuông ở bên cạnh ở đây nhé. Để anh em luôn cập nhật những video mới nhất từ bên Quang Lâm. Chúc anh em luôn tìm được những chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video đến và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.